có cần phải hỏi ý kiến vợ hay không khi tham gia bảo hiểm nhân thọ? Xin chào một người chồng rất là tôn trọng vợ mình, bởi tôi biết bạn đang chần chừ chưa quyết định đặt bút để ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vì còn muốn hỏi ý kiến của vợ. Tôi ủng hộ điều này bởi nếu bạn tham gia bảo hiểm rồi mà vợ lại không đồng ý thì cũng không được vui vẻ gì, mà có khi lại còn hơi phiền nữa. Vì thế, việc có sự đồng thuận của vợ là cần. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ với bạn vài ý như thế này, với góc độ của một người làm bảo hiểm và cũng với vai trò một người chồng, người cha giống như bạn. Thứ nhất, chắc là cá nhân bạn đã hiểu được sự cần thiết của bảo hiểm nhân thọ và đồng ý tham gia, nhưng mà chỉ cần hỏi thêm ý kiến của vợ nữa thôi. Thế nhưng nếu bạn hỏi vợ mà vợ lại lắc đầu thì chẳng nhẽ bạn cũng thôi không tham gia bảo hiểm để mà bảo vệ thu nhập cho bản thân nhằm đảm bảo cuộc sống của cả gia đình nữa sao? Trong khi bạn là người được tư vấn rõ ràng, còn vợ thì chưa được tư vấn gì. Người được tư vấn thì lại không quyết định mà lại chờ ý kiến người chưa được tư vấn. Thì đó là vấn đề thứ nhất mà bạn nên cân nhắc để mà quyết định. Thứ hai, nếu chỉ vì một chữ không của vợ mà bạn lại không quyết định tham gia bảo hiểm. Trong trường hợp hai vợ chồng sống lâu, thiếu tiền chăm lo cho tuổi già chu toàn, lúc ấy cô bạn già của bạn lại trách là hồi trẻ ông chỉ biết tiêu xài, chả chịu tiết kiệm để bây giờ cả hai cùng khổ, thật chẳng ra gì. Thế chả nhẽ lúc ấy bạn lại phân trần, đổ lỗi cho vợ là đã ngăn cản không cho tham gia bảo hiểm nhân thọ sao? Cái trách nhiệm lo toan đảm bảo tài chính cho gia đình về cơ bản là thuộc về người đàn ông chúng ta, chứ không phải là thuộc về phụ nữ. Chưa nói đến những cái tình huống không may bệnh trọng, chữa trị tốn kém, thì làm sao mà vợ có thể lo cho chồng? Nếu có ấy, thì sẽ phải tiêu hao tiền bạc, tài sản, hoặc là cô ấy phải chạy vạy vay mượn, nợ nần rất nặng gánh. Nguy hiểm hơn, chúng ta là chồng mà nằm một chỗ, hoặc không tiếp tục cùng với vợ mình lo toan cuộc sống của gia đình nữa, thì ai sẽ lo cho cha mẹ già và con cái còn nhỏ dại? Rất có thể lúc đó cô ấy vừa khóc vừa phàn nàn trách cứ rằng anh là đàn ông, là trụ cột mà chẳng quyết định được cái gì, đến việc tham gia bảo hiểm để bảo vệ nguồn sống cho gia đình mà anh cũng phải hỏi tôi có được người ta tư vấn đâu, tôi có hiểu gì đâu mà anh hỏi. Thứ ba, chắc bạn đồng ý với tôi rằng có rất nhiều việc đàn ông chúng ta tiêu xài lãng phí, ăn uống nhậu nhẹt, có khi gộp lại cả năm thì còn tốn kém hơn là tiền tham gia bảo hiểm nhân thọ rất nhiều. Thế mà có ông nào hỏi vợ trước khi làm những việc đó đâu? Chẳng anh chồng nào lại gọi điện thoại hoặc là chạy về nhà hỏi vợ là vợ ơi, chiều nay anh định ngồi ăn nhậu với bạn bè, em đồng ý chứ? Không ai lại dự kiến cái số tiền tiêu xài lãng phí bia rượu, thuốc lá, cà phê mỗi năm để xin ý kiến của vợ cả. Đấy, tiêu tiền vào việc bất lợi, làm điều không tốt cho bản thân và gia đình thì chẳng hỏi, chẳng xin ý kiến, mà có hỏi nhưng vợ không đồng ý thì vẫn cứ mặc kệ và cứ làm theo ý mình. Ngược lại, tham gia bảo hiểm nhân thọ là tiết kiệm cho tương lai, thể hiện tình yêu trách nhiệm, làm điều tốt đẹp cho vợ con, cho gia đình, thì lại cần chờ ý kiến đồng ý của vợ là sao? Bản thân tôi đã từng nhiều lần tham gia bảo hiểm nhân thọ mà không hề hỏi vợ mình, bởi vì đơn giản là điều gì tốt, cái gì có lợi cho bản thân, cho vợ con, cho gia đình thì tôi cứ chủ động thực hiện vậy thôi. Hơn nữa là mình cứ tham gia, khi bộ hợp đồng bảo hiểm được phát hành và chuyển đến tận tay rồi ấy, thì mình sẽ nói với vợ rằng là vợ ơi, chồng bớt một số chi tiêu lãng phí không cần thiết để tiết kiệm tham gia bảo hiểm, để vợ chồng mình có thêm một khoản tiền khi về già và đề phòng lúc sức khỏe cần chăm sóc thì đỡ phải dùng tiền túi, khỏi phải lo bán chắc cái nọ cái kia hoặc vay chạy gì. Và quyền lợi thụ hưởng ấy là chồng để cho vợ đấy. Tôi tin là hiếm có cô vợ nào lại ngăn cản chồng làm điều tốt đẹp như thế cho mình và gia đình. Như vậy, qua những điều mà tôi vừa chia sẻ thì theo tôi là với vai trò một người chồng, người cha, người trụ cột của gia đình thì bạn có thể tự quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của vợ, bởi
mình tham gia bảo hiểm nhân thọ là việc tốt cho vợ con, cho gia đình. Còn nếu bạn vẫn cứ muốn hỏi ý kiến của vợ thì cũng tốt, bạn cứ hỏi, bởi vì cả hai vợ chồng mà đồng thuận thì rất có thể là hợp đồng bảo hiểm sẽ được tham gia lớn hơn này, và duy trì lâu dài hơn. Thế nhưng để việc hỏi ý kiến của vợ được rõ ràng, cụ thể thì bạn cứ tham gia trước đi đã. Để khi có bộ hợp đồng bảo hiểm với người đóng tiền là chồng, người được thụ hưởng là vợ, lúc ấy việc hỏi han sẽ dễ dàng hơn. Và tôi tin ấy, là vợ của bạn sẽ đồng ý, vì cô ấy nhìn thấy chồng mình đã làm một việc rất là tốt cho vợ và gia đình. Hơn nữa, khi bạn hỏi ý kiến ấy, thì rất có thể là vợ mình sẽ suy nghĩ mất vài ba ngày, thậm chí cả tuần lễ hay hàng chục ngày. Thì trong thời gian ấy bạn đã được bảo hiểm rồi. Như thế sẽ an toàn hơn, chắc chắn hơn. Bởi nếu bất chắc mà xảy ra trong thời gian chờ vợ đồng ý mà chồng chưa được bảo hiểm thì nguy hiểm lắm bạn ạ. Bạn cứ yên tâm, công ty bảo hiểm cho bạn một thời gian rất thoải mái, tận 21 ngày để bạn hỏi ý kiến vợ mình kể từ ngày bạn nhận được bộ hợp đồng bảo hiểm. Đó là sự đàng hoàng, minh bạch của bảo hiểm nhân thọ, và cũng là sự chu đáo vì khách hàng của bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ muốn bạn được thoải mái suy nghĩ, thoải mái hỏi vợ. Nhưng điều quan trọng là trong lúc suy nghĩ, trong lúc hỏi và chờ vợ trả lời thì bạn đã được bảo hiểm một cách trọn vẹn rồi. Vậy bạn cứ đặt bút ký bảo hiểm đi. Hợp đồng phát hành ra, bạn cầm trên tay rồi hỏi vợ cũng chưa muộn, mà lại dễ dàng có được sự đồng thuận của vợ hơn. Bởi bạn là một người chồng biết lo toan cho vợ con, cho gia đình, để có một cuộc sống tốt đẹp.